Lô, hãy sẽ đến với trận đầu tiên của C đấu thứ 5. Đó, xin chào anh Bố Sóc. Đang kèo đấu này sẽ đánh với 5C nha anh em. Đó, khá là tiếc trong trận đấu vừa rồi. Bởi vì game thủ trẻ chúng ta chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong bài đấu ta vâng bị ôm bom. Và những bài đấu kiểu chống theo chơi kiểu là bị đội bạn ôm bom. Cũng như trận đấu vừa rồi lên xong thì lực cũng không quá khỏe để chúng cường cầu cho mình cái bánh xe. Và nếu như lên được cái bánh xe thì đó là một chuyện khác, thì mình có thể giữ được tham lai. Và trận đấu này, Min Hitty là quân bên mình. Đó, Min Hitty là quân bên kia chúng ta và bên kia là Per Hit. Rồi, như vậy đội bạn đang đẹp hơn ở một cánh Persian. Và khi Min One thì không được đánh giá cao trong khi đánh lạc đà. Đây là bài đấu Hitty của game thủ Velop. Rồi, nhìn cái hướng nhà thì đang là khá ổn nhưng mà quan trọng thì đấu ăn. Rồi, như anh thấy voi thì phải đúng không nhỉ? Rồi, một voi. Đó, hy vọng thì trong cái sát map bản đồ đen đen này sẽ xuất hiện ra một bãi quả. Đó, chờ để xem liệu có bãi quả không. Đó, sư tử. Úi dồi. Đó, một tên. Vâng, gặp hai nông dân đi dò gặp ngay đúng. Vâng, đúng bốn nông sư tử. Và tôi cũng cạn lời rồi. Omas, Rogan, Omas, 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 Omas,